cho xem Ngọc nhà. sẽ dắt các bạn đi coi một căn nhà nữa. Tại vì á, thường thường á, Ngọc chỉ nghỉ được ngày cuối tuần thôi, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì Ngọc mới dẫn được các bạn đi coi. Thì một lần đi Ngọc sẽ dẫn cho các bạn coi nhiều căn nhà khác nhau nha các bạn. Tại vì mình không có thời gian nhiều để mà đi nhiều ngày cho các bạn đó. Bây giờ Ngọc mời các bạn cùng đi với Ngọc nha. Ok, hôm nay căn mình coi là Parkland Village. Cái tên nó, ok, let's go vậy. Ở ngoài nhìn cổ kính quá ha. À, đẹp quá trời. Đây, Parkland Village. Cái tên nhà là Parkland Village nè. Bạn hoa này hoa gì Ngọc? Nhà này là 2-story ha. Lan hả vậy? Ồ, cái nhà này bự ghê, big ghê. Ồ, có ngồi lại bàn nó bay. Đó, đây bàn kìa. There you go. Rồi cái đường đẹp quá mà đi vô. Đẹp ghê luôn. Các bạn nhìn cái cột. Hôm nay là phòng giống như là study room, phòng living room vậy. Wow, đẹp quá vậy. Nó xây riêng biệt. Sao cái phòng này mình hả? Cái nhà này Ngọc mới lần đầu tiên vô cái nhà này thấy nó lạ lạ ha. À, nó xây kiểu ngộ ngộ ha. Kiểu ngộ ha. À, nó xây khác người ta nha. Mà nói cái nhà này là nó thêm cái gì? Hả? Nó thêm cái này nè. 6 phòng nha, 6 phòng. 6 phòng mà. Wow. 6 phòng 550.000. 4.000 square feet đó. Ồ, phòng ngủ nè. Wow, cái này giống như là để Ngọc không biết sao nhưng mà Ngọc nghĩ là cái hướng bên này nó riêng biệt lắm các bạn, có thể cho một cái nhà ba má và nhà này nhà có con á. À. Hiểu không? Gia đình hai vợ chồng á ở riêng á được á. Cái này là restroom. Restroom, phòng tắm. Em sợ thấy không? Cái phòng ngủ, restroom, rồi phòng khách ngoài đó luôn. Giờ nghĩ là cho một cái gia đình nhỏ ở được. Này nhà mình 6 phòng luôn, 5 phòng luôn. 6 phòng chứ hay giờ nãy mà nó 6 phòng vậy? 6 phòng. Nhà to quá trời. Bự 550 ngàn đó mét vậy. Giá cũng được. Hay vậy? Giá cũng phải chăng. Good deal. À, nó tự động, nó like tự động. Good deal, restroom. Wow, 6 bed mà. Nhà đủ quá. Phòng khách đẹp không? Oh, oh, oh. 2 story, 2 lầu. Phòng khách, nhà nào cũng đẹp hết trơn. Cao ráo. Có cái room bự luôn kìa. Hả? Wow. Nhưng mà cái nhà này nó chiếm diện tích cái cầu thang rất là nhiều nha. Vậy hả? Cầu thang to hả? Nó cứ đẹp, tao quay cho các bạn coi nó chiếm diện tích. À. Đi qua cái bếp coi đi. Cầu thang nè. Đi qua bếp vậy. À, đá, mình thích cùng cái đá mà bồ ghê. Đá nó sang. Nó xây có cái cơm rồi vậy. Cong rồi vậy. Mua đen lắm vậy. Đi cong rồi xem. Bạn thấy cong luôn. Rất đẹp luôn. Ở đây nó có cái cơm để cái bàn ăn. Ừ. Có các bạn ăn đây. Đẹp. Đi lên lầu không nè? Đi vô phòng master room. Quay cho các bạn coi cái lầu đó không? Hay điếp. Đi vô master bedroom coi. Đây master bedroom các bạn ơi. Master bedroom đẹp quá. Cưng ha. Nhìn phòng nó cưng ghê. Cái này nè. À, có chỗ cho mình ngồi. Không có ghế làm coi. Có cái ghế ngồi. Nè, nó build hay ha. Ồ, nó giờ cũng to quá trời. Ừ. Thấy không? Tao quay trên thôi. Thấy đẹp. Có cái quạt, nhà nổ gì hết. Có mấy cái ống máy lạnh kìa. Đây là phòng tắm nè. Tắm đứng nè. Phòng tắm đứng chỗ xe nhớ thương không? Đó. Còn cái closet nè. Wow. Đã không? Chỗ này chỗ ngâm mình nè. Trời sao? Relax nè. Sao cái chỗ tắm này nhìn nè. Free stand and stop. Người ta làm cái đá như này không? Nhìn giống curl, round, nhìn cool. Đẹp. Cool hả? À. Đi lên lầu ha. Đi lên lầu. Ở dưới là mấy phòng. Hồi nãy sơ sơ mấy phòng, 2 phòng hả? 2 phòng. Đi. Đi lên đầu coi.
tích dễ sợ. Nhà Mỹ im lặng. Nhà Mỹ sự quiet. Thảm đẹp. Em nhà. Thảm cái nhà thấy là êm ấm ha. Ừ. Nằm đặt đi. Ấm ấm. Nào mình đi nó cũng lọc cặp lọc cặp. Vô phòng hôm kia rồi giờ. Phòng này là mình thích nhất đây nè. Rộng nha, phòng này rộng như vậy. Ừ, rộng ha. Có bắp con nè. Có nước ngọt luôn. Bắp con giả nữa rồi. Cà phê như vậy ăn. Ở trong đây có cái gương bự quá trời nè. Có loa, sẵn design loa sẵn cho nè. 6 cái luôn rồi. À, loa có sẵn hết trơn không? Bắt dây 5 cái. Vô là quốc thôi. Để có cái gương bự, sướng không? Ừ. Mình sẽ đi qua phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên. Đẹp không? Đây phòng ngủ trên lầu. Đầu tiên. Dưới nhà là 2 phòng rồi. Cưng chưa? Dễ thương quá sức. Mà đẹp ha. À. Cái sông bên này. Đi đi đi. Bên đây mình đi qua đâu, vừa một cái phòng đấy mình thông qua luôn nè. Ừ, 6 phòng lận đã lắm. Cơ nè, ô bên đây nhìn ra được hồ nè. À, nó có view hả? Cái view hồ hả? Nhìn ra được hồ luôn, bên đó có cái hồ. Ừ, cho bạn coi cái hồ. Đó, cái view đã chưa? Ngon lạnh. Dạ, đi lạnh. Phòng môi cùng gơ liên tục được. Để bỏ phòng khác, phòng này bự không tay không đánh. À. Đẹp. Cái này là gì? Red room. Không, tủ quần áo. Closet. Ừ. Dễ thương quá, nhà dễ thương quá. Đây là có red room. Chắc, đúng rồi, cái phòng này là đi red room ngoài đây. Còn hai cái phòng ngoài nãy thì đi chung một cái red room. Nhà phòng nhiều quá. Phòng thấy rõ. Ngọc đang đi xuống, Ngọc đang từ từ bước xuống nha Ngọc. Phòng thay này. Hả? Ừ. Đi ra vườn. Đi ra vườn coi. Đóng cái lại đi vậy. Wow. Cái ba tiêu đảo vậy. Ba tiêu to và bá luôn. Đẹp, rất là đẹp. Hôm nay nắng ấm nhưng mà có gió nha. Mình thấy công nhận là nhà Hilton sách đẹp lắm bạn. Ừ. Mấy bạn đẹp, mấy bạn mà mê nhà, thích nhà qua dọn qua đây ở nha. Nói thiệt, mình nói thiệt, mình rất mấy bạn. Nhà ở đây là khu, các bạn cũng xong quay cho các bạn coi cái nhà đối diện nghe, coi kìa. Đẹp không? Quay không? Chứ nhà này mà trong miền Bắc mua sao nổi. 2 triệu đô la chứ không mua sao nổi. Đẹp quá, trời đẹp thấy không? Quá đẹp luôn. Hey, let's go yeah. Ok. Bây giờ hồi nãy Ngọc hỏi cái nhà này á, thì bà nói là 600 hả sao? 550. 550 thì nó trong vòng 550 600 đó. Nhà nó bên đây á, nhà bự mà 2 tầng như vậy là nó cỡ giá đó các bạn. Thì Ngọc cũng đã quay xong cái clip này rồi. Thôi bây giờ Ngọc tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của Ngọc nha. Nhớ nhấn like và share, subscribe cho Ngọc nha. Thank you các bạn. Bye bye, bye.